Hi, xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ mở hộp một cái máy quạt mini phun sương hiệu Y9 mua trên Shopee. Loại này có thể để trên bàn nha, hay là cầm trên tay để sử dụng. Về chức năng sẽ có là 3 mức độ gió cùng với một cái chế độ phun sương cực kỳ mát luôn, giúp cho mình thổi bay đi được cái cơn nóng, ok. Mở hộp TV. Cục hàng này mình đặt mua với cái nội dung là quạt phun sương tạo ẩm điều hòa mini cầm tay, số tiền 66.000 đồng. Và mình sẽ có một cái hộp với tông màu trắng nha. Nhìn thiết kế cũng khá là đơn giản. Hương hiệu Y9 Nano Waterfan quạt phun sương mini. Ở mặt bên hông sẽ là hướng dẫn về cách thức sử dụng này. Và ngoài ra mình sẽ có thêm một cái lỗ nữa để nhìn vào bên trong và xem cái màu quạt của nó. Bên dưới sẽ là thông số kỹ thuật về cái quạt này. Ok, mình sẽ mở hộp ra trên đây. Wow, trong này có rất là nhiều các phụ kiện luôn nha. Đầu tiên mình sẽ có là một cái đế bằng cao su nha. Bên dưới sẽ là một cái lớp đệm chống trượt giúp cho để trên bàn đó, nó không có bị trượt đi. Tiếp theo là một viên pin 18650, cầm trên tay cũng khá là nặng. Một cái bình nhỏ dùng để châm nước vào máy quạt nè. Ok, một cái sợi dây cáp sạc micro USB. Chiều dài của nó cũng khá là ngắn nha, chỉ vừa đủ một gang tay của mình thôi. Còn đây sẽ là cái quạt màu hồng nam tính của mình. Ở phía trên thì các bạn nhìn thấy có một cái bình đựng nước trong suốt luôn nha, giúp cho mình có thể nhìn thấy được cái mực nước ở bên trong khi mà sử dụng. Bên trong lòng quạt sẽ là một cái cánh quạt có 4 cái cánh nhỏ. Phần tay cầm thì được thiết kế khá là trơn tru và đơn giản, giúp cho cái việc cầm nắm khá là dễ dàng. Có 2 cái công tắc cùng với một cái dàn đèn báo hiệu của nó. Mặt bên hông sẽ là cổng sạc micro USB. Và ở phía sau là cái chỗ mà để cho chúng ta bỏ cái viên pin 18650 này vào. Và trước khi mà sử dụng thì mình phải sạc pin, chúng ta có thể sạc cho nó bằng pin sạc dự phòng hoặc là sạc trực tiếp trên củ sạc điện thoại. Ở đây thì mình sẽ sạc bằng pin sạc dự phòng. Và một đầu thì mình sẽ cắm vào cổng USB ở trên pin sạc, còn đầu còn lại là cắm vào cổng micro USB. Cái đèn của nó đã cháy sáng nha, báo hiệu là cái quạt của mình đang được sạc pin. Thì chúng ta sẽ đi châm nước vào bên trong cái bình này. Và ok, mình đã châm nước đầy cái bình này rồi nè. Tiếp theo sẽ là châm nước vào bên trong cái máy quạt. Thì đầu tiên mình sẽ để úp cái quạt này xuống nha. Cái lỗ châm nước đó thì nó nằm ở bên dưới. Chúng ta sẽ tháo cái nút silicone này ra. Cái nút silicone này khá là nhỏ nha. Nếu như các bạn nào xài đó, hãy nhớ giữ gìn cẩn thận cái nút này. Bởi vì nếu như mà mất cái nút này thì dục luôn cái máy quạt. Ok, chúng ta sẽ dùng cái bình nước này và bỏ vào bên trong cái lỗ này. Rồi, bóp bóp nhẹ nhẹ cho nước nó xịt vào bên trong. Ok, sau một hồi bóp vất vả thì cái bình nước ở trong máy quạt nó đã đầy rồi. Nhưng mà cái bình đựng nước của mình thì vẫn còn nha. Để dùng cái nút silicone này đậy lại. Và cẩn thận hơn thì chúng ta sẽ dùng một cái khăn giấy để chùi những cái nước nó bị nhỏ ra bên ngoài đó. Rồi, xong rồi. Pin chắc cũng đã đầy rồi, mình sẽ rút ra. Kiểm tra cái phần nút silicone này xem nó có bị rỉ nước ra bên ngoài hay là không. Chúng ta có thể để nó xuống như thế này và lắc lắc vài cái. Wow, nước nó không có bị rỉ ra nha, rất là an tâm khi mà sử dụng. Sau khi mà châm nước xong thì mình cũng nên là châm đầy cái bình này lại và để cái bình này kế bên cái máy quạt, để khi nào mà sử dụng quạt hết nước đó thì chúng ta sẽ có nước châm vào ngay lập tức luôn. Bây giờ cả điện và nước thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, mình sẽ tận hưởng cái sức gió thổi ra của con này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ấn vào cái công tắc bên dưới nha, cái công tắc hình dập nước đó, ấn vào một lần. Wow, cái đầu phun sương nó phun ra nè. Cái lượng sương nó phun ra khá là nhiều nha và cũng khá là mạnh luôn. Có một cái cảm giác rất là mát khi mà để tay ở phía trước. Ồ, nó phun sương ra mịt mù luôn. Cái quạt này phun sương cũng khá là mạnh nha. Ok, và mình sẽ ấn thêm một lần nữa. Thì cái chức năng phun sương nó sẽ phun theo cái một cái chế độ khác, đó là phun ngắt quãng nha. Đó, bây giờ nó tắt nè. Đợi một tí nữa, rồi nó phun ra. Phun xong một tí xíu thì nó sẽ tự động tắt. Rồi một tí nữa thì nó lại phun. Ấn vào một lần nữa thì là chức năng phun sương tắt luôn. Ok, và mở lại cái chức năng phun sương cho các bạn cùng xem nè. Phun mịt mờ luôn, rất là mát nha. Rồi, mình sẽ ấn vào cái công tắc ở phía trên cho quạt của mình quay. Sẽ dán cái tờ giấy này lên cho các bạn cảm nhận được cái sức gió của nó. Wow, sương nó phun ướt cái tờ giấy luôn rồi. Bấm vào cái công tắc trên máy quạt. Đó, mức gió số 1 nha. Đèn báo hiệu đang báo hiệu là cái mức gió số 1. Và cái lượng gió thổi ra cũng vừa đủ mát thôi. Ấn vào cái công tắc lần thứ 2. Đây, mức gió số 2. Quạt cực kỳ mạnh luôn. Nhưng mà vẫn chưa hết đâu, mức gió số 3 nè. Wow, đây là một cái mức gió mạnh nhất nha. Và cái đầu phun sương vẫn đang phun nè. Vừa gió mạnh mà vừa đầu phun sương, cảm giác nó rất là mát luôn. Và chúng ta có thể tận dụng cái đế này để lên. Đây, làm quạt để bàn, cực kỳ mát luôn các bạn. Rồi ok, nếu mà muốn tắt thì chúng ta ấn vào cái công tắc ở phía trên một lần. Và quạt tắt nhưng mà phun sương vẫn còn. Ấn vào cái công tắc bên dưới một lần nữa.
ấn thêm lần nữa là tắt luôn nha. Sau một hồi sử dụng như các bạn thấy đó, cái mực nước nó đã bị hao hụt khá nhiều rồi. Chúng ta sẽ để cái quạt này nằm xuống bên dưới và mình lại tiếp tục châm nước cho nó. Cái bình này cũng khá là tiện dụng nha. Khi mà hết nước thì chúng ta sẽ có nước để châm liền ngay lập tức luôn. Đây, xịt xịt vào bên trong nè. Rồi, đủ rồi. Châm nhiều quá thì nó rất là dễ bị đổ ra bên ngoài. Rồi, xong. Ok, lại tiếp tục mở quạt lên, chế độ phun sương. Đó, và chế độ quạt quay. 1, 2, 3. Wow, sức gió cực kỳ mạnh luôn. Đây, sức gió cực kỳ mạnh luôn. Có cái quạt này trên tay là không lo sợ trời nóng nữa. Wow, tuyệt vời. Ok, và trong video này mình cũng đã mở hộp một cái máy quạt phun sương mini hiệu Y9. Video của mình đến đây là kết thúc. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.